chiên nghe các bạn, mình chiên cho anh ba anh ăn nghe các bạn, mở cái ăn muốn chết luôn à. Ây da, cá hú nha các bạn, cá hú kho, ăn cơm có hai cha con ở nhà, làm bữa ăn rất là khó khăn các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình quay video rất là khó khăn các bạn, nhớ đăng ký ủng hộ mình các bạn. Đây là canh bầu, một canh bầu ăn nha các bạn. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký nha. Nay mình thất nghiệp, mình ở nhà mình nuôi con rồi, giờ việc làm khó khăn quá các bạn ơi, buồn, đăng vài clip cho đỡ buồn, nằm ở nhà chán quá. Rồi, sôi rồi đó. Thường là mình đăng video là mình không có nói chuyện với các bạn, những đăng những bữa cơm hàng ngày thôi, mình ngại nói chuyện, nay buồn quá nói chuyện các bạn, nhớ ủng hộ mình nha, vui vui thôi, đăng ký mà không mất tiền, bấm vô cái nút đăng ký ủng hộ mình có động lực đăng video làm cơm rồi thôi hàng ngày. Món đơn giản hàng ngày thôi, mình không có làm được cái món cầu kỳ siêu xa như các bạn, mình cũng công nhân bình thường thôi. À, giờ hết việc thất nghiệp rồi, ở nhà nấu cơm, để đăng ký ủng hộ mình nha.